Bạn nào có nhu cầu mở game quân hàng Free Fire giá rẻ, truy cập ngay shop Perigaming.vn. Đây là shop hàng hợp tác chính thức duy nhất của mình. Anh em có thể yên tâm khi mở ở shop mình nhé. Đường link shop mình để dưới phần mô tả cho anh em. Chào Nong Pina. Manny khỏi chi tiết video à? Chi tiết video à? Chôn Manny lớn men chưa à? Pa quăm tay cam ăn. mày nói đi. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình và mình là Nhung Cơn đây. Thì mày cầm để tao nói. Đây. Thì theo như mình đọc bình luận thì mình thấy khá là nhiều bạn bảo mình nói tiếng Thái để xem phản ứng của chị Ly như thế nào mọi người ạ. Alo. Thì ok, khai men cú sẽ. Cú à. Hai men Meli mắt giống với tên Hương. Chị Ly đang ở trên nhà mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ đi lên trên nhà xong nói tiếng Thái xem phản ứng của chị Ly như nào nha mọi người. Được em ơi. Máy, bày, máy, khám bày. Ơi mày tài hai. Manny khỏi các mẹ ung à. Chị dệt phim cuốn tay. Cuốn tay khai mơ trồn Meli. Ăn đù. Máy. Bây giờ mình ra cùng với Nhung sẽ ly chôn ly lợn nhá mọi người nhá. Được của nó đấy. Người bảo mình với Nhung làm video tiếng Thái xong mà xong mà kiểu nói với Ly ấy, xem phản ứng của Ly như thế nào xong mà kia nhá mọi người nhá. Đó. Hay mưa tao cụ. Ờ vậy. Chào các bạn. Ờ. Chào Pi Nồng nữa. Chào Pi Nồng ma phim cuốn tay. Chào các bạn. Mày đi lợn đây. Ô. Hình bị khỉ mà. Hình bị khỉ mà. What the hell? Hình bị khỉ mà. Khỉ đâu? Ôi. Em mẹ ơi, kiến khảo. Hả? Ừ, kiến khảo về ạ. Kiến khảo. Ôi, mẹ đi lợn. Ôi, mẹ đi lợn. Kiến khảo hỉ nà. Kim khảo hỉ à? Đi lên đi, đà pan rồi đi. Đây, đà pan. Kim khảo. Gọi bàn á. Má kim khảo. Ờ, mất cái chiếc khỉ à? Khỉ á? Ừ, chiếc khỉ à? Khỉ đâu? Ủa, mình nhịn nó lâu lắm rồi thế nhá. Điếc. Máy. Cái khỉ tâm cu này. Chiếc khỉ hay hả? Năng đông của tảng ăn. Ờ, năng đông kim khảo. À po, mẹ ăn cơm. Là ăn cơm đấy. Ăn cơm à? Ừ. Cơm với khẩu khí. Nhung cắp ly vào sưởi trắng má. Ao cầu khẳng thuổi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Ly cửa hù quăm tay à Ly à? Không biết cho lắm. Thế có hù quăm tay không? Không. Đúng rồi. Lên mày đi lượn về dê tôi ý đi lượn mưng. Ồ, dê tôi ý đi lượn các mày nè. Ừ, dê tôi ý đi lượn mưng. Trong đi trong ba đi. Trong ạ, ba. Dê ba ở đấy nọ. Wow. Ba ở đấy nọ. Dệt bao lại lé đi nọ. Lại lé nọ qua. Cái gì cơ? Hả? Bảo ứ này. Bảo ứ gì? Đấy, em làm chị quen đến là mới rồi. Thay phải niêu con nát. Phải niêu. Phải niêu. Thầy men chư cứ áo thổi vậy. Men chư áo phải sạp phát. Men chư thầy phải niêu con. Ok. Cái gì? Thầy cu phải niêu con. Cái gì? Là mình đi đái đấy mọi người ạ. Là mình đi vệ sinh nhầm. Bảo mình ý mình là bây giờ là đi cứ xếp mâm ra đi, anh đi vệ sinh đã. A few minutes later. Đi lợn năng đông kiến khảo. Hả? Năng đông kiến khảo. Ông ở với kiến khảo à?
bước kim khâu. Kim khâu. Kim đi, đi đi. Xe bà. Xe bà. Kim người xe bà. Xe nào qua. Xe bà. Khai khỏi kim khâu. Kim khâu cấp bà kem. Nhung bước kim khâu à? Bước kim nè. Hù à? Hù à? Con người là chắc chắn biểu. À. Có bà tự hiểu. Khẩu của cha bà. Khẩu của cha bà. Học chứng kinh đi. Chép đi nó. Chép đi nó. Hả? Chép đi nó. Bà bảo là chép đi nó là nghĩa là ngon thơ. Ngon đấy, nó. Ngon. Thế, chị đi. Khách của ba chép đi nó này. À, chép đi nó. Chép đi nó. Thông minh lắm. Chép đi nó. Chép đi mà. Chị lấy hiểu không? Có, chị lấy gì hiểu. Gì toàn hiểu những câu đen tối không? Kiểm tra kem nó chạy qua. Chạy bà. Khai khỏi kiểm thảo cắp mắt. Cửa men chưa đỡ. Kiểm đeo men chưa mất phố ỉn nọ. Nhung đi phố chưa? Có. Ok. Đi phố á? Có. Nhung ở xe bà. Kim. Xe trắng kim, xe trắng này kim. Ừ. Xe trắng này kim. Kim bạc kem. Mai. Mai pin nào kim. Kim bạc kem. Mới phiên lòng kiểm tra kem là mời các bạn ăn cá khô. Chép để chép ba. Khỏi kiểm khẩu chép ta chép ba. Nhìn mũi chị đi. Thầy xám mây đang toàn phân. Đi lở năng phiểu hơn các bạn ơi. Đi cửa mới à đi ạ. Mới nơi. Ồ, quan tay cảm ơn để mẹ ung khí tốt. Mẹ mẹ kiểu này. Ồ, rửa bát. Ôi dồi ôi, cái gì? Ly mẹ đi chỗ tái đang thổi luôn à? Hả? Mẹ đi đang thổi. Mẹ đi đi lượn chỗ tái đang thổi à? Ý là mẹ đi lượn rửa bát luôn. Ấy bát ở đâu mẹ? Ở đây. À, bên trong. Bên trong luôn mà. Nhung, má lăng thổi coi đi. Mày chan chan mày nè. Ôi dồi, đi chăm quá. Thay men chứ. Mẹ Nhung, cấp mày đi. Đang thấy sống sửa bay mới ỉn. Mới ỉn phố. Nhung, bí nắp đi. Khai hoa bay ỉn nó đi nọ. Mới phố ỉn. Nói cho tụi thế chứ nào. Đi phố chơi. Ok. Bye bye nè. Ừ, bye nè. Bye được bye nè. Ôi, xe bị tắt máy à? Thôi, toạc. Mẹ tôi chạm. Mẹ lại nói chính thái nè. Hả? Mở nắp xem nó có trục trặc gì không? Ôi, mày nhung cổ. Cổ thế mà có. Dài đâu. Mày đi vặn hết cửa thế thì bị bắt đúng rồi. Bị xe trên máy là đúng rồi. Rồi đấy, đi thoải mái.
khai mà chưa vững khỏi ít phải hơn. Nhung ơi, Nhung à, lấy happy cậu. Xe mày ung mất thằng mét xăng. A few moments later. Ly nhận thấy nói tiếng Thái như thế nào? Ly biết tiếng Thái không? Hơi biết. Ok mọi người, chắc video của mình đến đây là kết thúc. Mọi người có ý tưởng gì mọi người nhớ comment xuống dưới, nhớ like và chia sẻ cho mình để lấy lại liên suất nha mọi người. Khai mình chưa khỏi, mình chưa mình cũng không biết tiếng Thái mấy. Video này mình dịch có phần không đúng nên mọi người có gì mình dịch sai thì mọi người nhớ comment xuống dưới nhá. Bye cả mọi người.